nay chị gái tôi đã mua cho con mình một bình sữa bằng vàng vì lý do nó không chịu uống bằng bình sữa thông thường. Đứa trẻ này thật lì lợm, không nên chiều hư nó như vậy. Mình quyết định sẽ đốt bình bằng vàng này xem nó còn đòi hỏi nữa không. Tính ra khối lượng vàng thế này rất to, mua mỗi bình sữa thôi mà hơn 10 triệu. Đúng là chiều hư một đứa trẻ, nặng dữ vậy. Thôi để cô giữ số vàng này dùng cháu nhé. Tôi cùng với anh trai đi bắt ốc thì mình thấy có một vỏ ốc màu vàng cực kỳ óng ánh. Tính thả nó xuống chỗ cũ nhưng phải suy nghĩ lại. Nhớ đâu đây là vàng thật thì mình sẽ tặng cho anh trai, xem như là giúp một phần gì đó trong cuộc sống của anh ấy. Nếu các bạn thích video này thì ấn vào nút like cho tớ có thêm động lực ra nhiều video hay hơn nhé. Đúng là vàng thật này, đêm nên cần xem số lượng nó được bao nhiêu rồi đem tặng cho anh trai thôi nào các bạn. Tớ tặng vàng nên giờ hết tiền rồi, nên mua gói mì gì để ăn đây ta? Cái gì thế này? Phần mì này nhìn không khác gì vàng thật cả. Mình phải tranh thủ đem đi đốt test thử, nếu là vàng nó sẽ không bị cháy đen. Oh my god, trúng mánh rồi các bạn ơi. Mình không nghĩ ăn mì mà cũng được trúng thưởng nữa đấy. Ăn xong phần mì khác rồi đi đổi nó lấy tiền thôi. Hôm nay tôi làm miếng há cảo bằng vàng để tặng cho bà ngoại. Nhưng nếu tặng thế này thì nó quá to, kẻ gian sẽ cướp của bà mất. Mình quyết định đốt nó nhỏ lại và bỏ vào trong miếng há cảo. Như thế vừa tạo được bất ngờ và còn an toàn nữa. Làm bằng lửa nên phải cẩn thận một chút, kẻo dính vào tay là đau lắm. Các bạn không nên làm theo tớ nhé. Đặt lên cân xem được bao nhiêu tiền. Giờ thì giấu vào trong miếng bánh và đem ra cho bà thôi. Ngoại ăn há cảo ngon miệng nhé, con mời làm đấy ạ. Cảm ơn cháu nhé. Bà ăn đừng có nuốt nha. Sao vậy? Bà lỡ nuốt rồi. Thôi chết, trong đấy có vàng đó bà. Yêu kiểu gì? Lúc trước tớ đã lỡ lấy bình sữa của đứa cháu đem đi đốt, nên giờ mình làm cái vú giả bằng vàng coi như là sự bù đắp cho nó vậy. Bù đi này, nó không chịu các bạn ạ. Không chịu thì thôi, tao sẽ đem đi đốt một cục rồi đem đi bán vậy. Các bạn có đoán được giá trị của nó là bao nhiêu tiền không? Nhìn cái ban đầu khá là to, không hiểu sao đốt đi rồi thu hồi lại thành một cục chút xíu. Số lượng nhiêu đây cũng được 17 triệu, cũng ok rồi, có còn hơn không? Hôm nay là sinh nhật của tớ, để xem bạn gấu sẽ tặng gì cho mình nhé. Đây chả phải chỉ là mô hình bánh kem thôi sao? Ôi trời, cậu không thể tặng cho tôi thứ gì đó bình thường được à? Cái này thậm chí còn không ăn được. Khoan đã, nhớ đâu đây là vàng thì sao nhỉ? Phải dùng nhiệt độ nóng để test thử mới được. Nó không hề bị cháy đen, chứng tỏ đây là vàng. Tôi biết ngay bạn là một người bạn tốt, quà tặng này mình xin ghi nhận. Kiểu này là làm giàu không khó rồi. Phần bánh kem vàng này tận 12 triệu, còn thêm một cây đèn cày cũng bằng vàng kìa. Trên đường đi về nhà tớ có phát hiện ra một ổ kiến lửa. Nghe nói hàng ngày đều tưới nước vào kiến, nó sẽ hóa thành vàng. Tớ đã làm theo cẩn thận vì rất sợ bị cắn. Sau 3 ngày tổ kiến có vài con biến thành vàng rồi các bạn ạ. Nhìn sơ qua các bộ phận của những con này thì mình thấy khá to. Cho tụi nó ăn một chút, được rồi đấy. Lên thức từng em nào. Mình cũng muốn đem trứng trên tủ lắm, mà chỉ sợ đứa em nó tưởng đồ chơi rồi nó đem đi lung tung mất vàng của mình nữa. 4 con chồng lên nhau thế này nhìn sẽ thích mắt hơn nè. Sự chăm chỉ trong vòng 3 ngày của tớ xứng đáng được bao nhiêu nào? Giá trị được 7 triệu, để vào hủ tiết kiệm rồi đi đào kiến thôi. Bà cứ để đấy cho con, cảm ơn bà nhiều nhé. Hình như phần báo ngư này rất lạ, không thể ăn được, cực kỳ lấp lánh trông giống vàng vậy các bạn ạ. Mình đã thử dùng búa xem nó có phải làm bằng nhôm không, quả thật rất cứng nên tớ đốt nó bằng lửa. Bà cụ bưng tô súp rất tội nghiệp, mình mong rằng đây là vàng để được đem tặng cho bà ấy. Wow. Đốt lên hơn 100 độ thế này mà không bị đen, nó vẫn chống chọi được, mình chắc chắn đây là vàng thật. Tuyệt vời, tận 8 chỉ vàng, tương đương là 48 triệu. Bà ơi, cháu tặng cho bà số vàng này, mau cất vào đi ạ. Nhưng nó lớn lắm, bà không dám nhận đâu. Bà cứ lấy. Cảm ơn cháu nhiều lắm. Cái gì? Vàng này đâu ra vậy? Tớ cùng với bạn đi mua táo, mình thì chọn của màu vàng còn nó thì thích ăn loại đỏ hơn. Thế là hai đứa mua hai màu khác nhau về, chưa kịp ăn, tớ thấy của vàng có gì đó rất đặc biệt. Sau khi dùng máy phun lửa đốt lên thì đúng thật là bên trong nó giống tết. Đốt lâu thêm chút nữa, trái táo bắt đầu lỏng dần rồi vo lại thành một cục to như thế này. Đây chả phải là vàng sao? Con bạn của tôi vẫn chưa biết chuyện này xảy ra. 42 triệu. Có nên nói cho nó biết không nhỉ? Hôm nay đang đi chơi, bỗng tìm được một hộp kho báu nhỏ dưới đất. Thật sốc khi tôi mở ra toàn thấy những cục vàng mini. Muốn biết được đây có phải bằng vàng thật hay không thì chỉ cần bật lửa lên và đốt nó. Nếu như là thật thì chắc tớ sẽ thành triệu phú mất. Ôi trời à, đây là vàng sao? Phải test thêm cái hộp đựng luôn. Đợt này chắc mình trúng mánh lớn rồi. Nghe nói giá vàng hôm nay lên tận 5 triệu một chỉ đấy. Kiểu này mình phải đi đào vàng mới được. Mình vừa mới gấp được một quả bóng Pokemon này thì trong đầu tớ chợt nghĩ ra ý tưởng nên đốt nó đi. Biết đâu bằng vàng thì không phải đi làm nữa. Thôi xong, sao lại cháy đen thế này? Còn cái nịt. Không thể nào có chuyện này được. Mình sẽ đốt thêm lần nữa. Mình biết ngay nó là vàng mà. Trúng mánh rồi. Mình sẽ không nói cho ai biết chỗ gấp Pokemon có vàng đâu. Đây chả phải là cây cào đất trong chậu hoa của ông ngoại sao? Ông ấy nói cái này bằng vàng nên đừng đụng vào. Làm gì có vụ bằng vàng mà để cào đất chứ. Mình sẽ đốt nó lên để chứng minh cho ông thấy rằng đây chỉ là đồ giả mà thôi. Nhưng sao càng đốt nó lại càng thu về chứ không cháy đen vậy? Ôi thôi xong rồi, nó bằng vàng thật. Mau trả về chỗ cũ, coi như không biết chuyện gì nhé.
Hôm nay tôi phát hiện ra cây kiếm cà rốt của anh trai mình. Nó có điểm gì đó bất thường hơn ba cây còn lại của tôi. Màu vàng với nhiều hoa văn trông nó thật đặc biệt nên mình đã đốt nó ra thử xem có phải là vàng thật không. Không thể nào anh ấy dám coi vàng có thể làm ra đồ chơi như này. Khắc nào sỉ nhục tôi đang chơi ba cây dao bằng nhựa không? Cái gì vậy bà nội? Vậy là anh ta đã dùng vàng thật để làm cây dao cà rốt rồi. Giờ tôi đã đốt nó thành vàng nguyên chất. Dạy cho anh ta một bài học là chơi bằng đồ nhựa vẫn tốt hơn đấy nhé. Đang chuẩn bị ăn hủ mì bò thì mình thấy bên trong được tặng cây thìa nhìn cực xịn. Tôi dùng nó để ăn như bao cây thìa khác nhưng cứ vướng nhiều khó chịu. Phải đốt xem thử nó được làm từ gì. Bất ngờ mình được tặng cây thìa vàng các bạn ạ. Lần sau cho tôi cây thìa nhựa đàng hoàng đi. Ăn mì chả còn cảm giác gì ngon nữa. Ủa mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhé. Em tôi nói đây là Pokemon bằng vàng mà nó trúng thưởng. Tôi đã không tin đó là sự thật nên chuẩn bị đem tất cả đi đốt để chứng minh rằng nó đã bị lừa. Nhưng không hiểu tại sao đốt hoài mà nó không bị cháy đen. Thôi chết, đúng thật là vàng rồi. Để lại chỗ cũ coi như không có chuyện gì xảy ra vậy. Anh bạn ngày nào cũng tìm về cho tôi một cục vàng nhỏ để có thể làm ra một chiếc vòng. Sau khi đếm lại số lượng thì vẫn còn thiếu một chút nữa. Tớ chợt nhớ ra trên ổ khóa của anh bạn có mô hình sim màu vàng. Để biết đây có bằng vàng thật không thì mình sẽ đốt nó ra. Vì vàng thật thì không sợ lửa. Đúng thật rồi các bạn ạ. Hãy mau cân xem nhiêu đây đã đủ làm vòng tay chưa. Như vậy là ok rồi. Mình sẽ chuẩn bị các bước và máy móc thật kỹ trước khi làm. Đun sôi tất cả lên sau đó đổ vào khuôn. Có một miếng rớt ra ngoài rồi. Thôi chết, tớ làm nó bị đống cục lại thấy gớm quá. Phải làm lại một lần nữa. Phải thật cẩn thận. Kẹo thì phòng tay. Mình nhờ anh bạn vào giúp để cho việc đun lên dễ hơn. Tuyển chuyển mượt mà rồi đó. Đun nó vào nước lạnh. Đây là cách test vàng phổ biến mà người xưa hay làm. Tới bước gõ này là mình giành nhất. Cái gì vậy bà nội? Nhờ anh bạn mà có gì đó sai sai. Có vậy là bay vàng hết. Đun thêm một lần nữa cho nó mịn. Sau đó nhún vào nước lạnh trong vòng 10 phút rồi tiếp tục đem ra gõ. Kéo dài vàng ra bằng máy. Đúng là làm vàng không dễ như tớ nghĩ một tí nào. Sắp hoàn thành rồi các bạn ạ. Bị lỗ rồi. Các bạn cùng xem thành của nhé. Thử thách cho anh bạn phần 3. Anh mau qua bàn ăn với em đi. Được rồi em lấy đi, xíu anh qua liền. Cậu ta không biết ăn sầu riêng các bạn ạ. Gì vậy, anh đâu có thích ăn sầu riêng. Anh đang nói gì thế, cứ thử cán một miếng đi. Ôi trời, thì ra là bánh kem thôi. Không chỉ có mỗi cuộc, anh cắt vỏ ra thử xem. Later. Sao anh cứ cầm cái máy thế. Anh không hiểu sao, mở hoài mà nó không lên. Vậy cứ thử cắt ra xem nó có lên không. Cái gì? Em đã trao đổi cái máy thật thành đồ ăn sao? Em yêu, có thấy áo khoác của anh đẹp không? Không đẹp, anh phải mặc cái áo của em mới đẹp. Sao nhìn nó kỳ cục quá đi? Thế anh ăn nó xem được không? Sao mà ngon vãi trưởng luôn? Thế giờ chịu thích cái áo này chưa hả? Thích lắm. Anh ra ngoài ăn qua đi. Có thật không? Qua hoàng đế luôn đó. Hình như em lại gạt anh chứ gì. Ông bắt bài mình rồi. Công nhận bánh kem này ngon thật đó. Ăn cây dao trên bàn còn ngon hơn. Này, em điên rồi à? Chôn, chôn Việt Nam. Thì ra cũng là bánh. Thử thách chôn 3 và cái kết. Phần 8. Tôi đã bảo anh ấy đổi của trứng gà thành trứng đà điểu. Later. Cái gì vậy bà nội? Nãy giờ ba đi có thấy nóng không? Chỉ có một chút thôi. Thế anh quạt cho ba bớt nóng đi. Ý kiến hay đấy. Chuyện gì vậy trời? Con quạt như này có thoải mái không? Thôi tao không cần đâu. Nhiều người nhìn mình kia kìa. Chúng tôi chuẩn bị làm nêu để cắm trại. Con ơi, mau lấy kéo cắt dùm ba cái cuộn keo. Dạ để con đi lấy. Cắt khúc nào vậy ạ? Anh với ba đánh cầu lông cho khoai khỏa đi. Đúng rồi, chúng ta đi thôi. Chơi ở đâu? Ba cứ theo con. Con ném đó nha. Đừng nghĩ có đồ to rồi ăn hiếp được tao nhé. Tranh thủ lúc ba đang chơi, tớ chuẩn bị sẵn mấy món khổng lồ. Ba với anh ra ăn chưa đi, trễ rồi. Ăn cái bánh bao này cho bể bụng à. Còn quả chê gì nữa, hai người ăn cho hết nhé. Ly nước này là của ba nè. Cầm ly thôi nào. Sao mà có mình tao cầm cái ly này vậy, ấy nó nặng quá. Review những món đồ chơi vô tri phần 6. Đây là bồn cầu có thể điều khiển di chuyển và bắn ra nước. Các bạn hãy xem tớ bắn nước vào mặt cô bạn này. Cô chủ khóc. Đây là siêu nhân đỏ. Khi tớ bóp nhẹ giữa hai chân nó sẽ xoay 360 độ. Dùng cái này để quấn tóc thì khỏi phải bàn luôn. Cơ mà công dụng của nó là gì nhỉ? Cây kiếm lấy đồ vật. Tớ có thể lấy thùng rác từ xa mà không phải bị giơ tay. Kéo cô bạn lại gần bằng cây kiếm này. Không cần phải mở miệng. Màu vì nó phát sáng ở trong tối đấy. Cái quái gì đang nằm trong túi sách của tớ? Thì ra đây là xì quý xì cục cức. Nún na nún nín trông cũng cưng nhỉ. Để xem bên trong đây còn gì nữa không. Cơm quá đi mất. Nhìn nó như thật vậy. Đang ăn cơm thì đừng xem nha. Xì quý xì cất vô chi. Mình sẽ ném lên cái tên đầu heo kia. Nếu các bạn đang đi ăn nhậu cùng bạn bè mà sợ công an bắt thì hãy test thổi thử nồng độ cồn này nhé. Nhìn thanh niên này thì cũng biết sẽ sắp bị phạt bao nhiêu tiền rồi đó. Tại sao nó có thể di chuyển vậy nhỉ? Wow. Tớ chỉ chặn nhẹ ở phía đuôi đằng sau thôi mà. Hãy bình luận bên dưới món đồ chơi các bạn thích nhất nhé.